Trưa nay, Bộ Y tế công bố hai bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong chiều và tối qua. Toàn tỉnh hiện ghi nhận 32 bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân 4834 có địa chỉ tại phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào là F1 của bệnh nhân 3063. Bệnh nhân 4835 có địa chỉ tại xã Đông Ninh, huyện Qua Châu, tỉnh Hưng Yên là F1 của bệnh nhân 3168. Cả hai trường hợp đã được cách ly y tế trước đó và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20 tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 32 ca nhiễm COVID-19, trong đó thị xã Mỹ Hào và huyện Khoai Châu, mỗi địa phương 15 ca, huyện Vũ Cử 2 ca, không phát sinh ổ dịch mới. Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế ban hành quyết định phân bổ vaccine COVID-19 AstraZeneca đợt 3, trong đó tỉnh Hưng Yên được phân bổ 22.000 liều vaccine. Bộ Y tế lưu ý, đối với các đối tượng đã tiêm vaccine mũi 1, thì triển khai tiêm mũi 2 sau 8 đến 12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. Các đơn vị địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8.